bán là về hai là cái dây như vậy là thấy 10 dây, 12 dây. 12 dây. Giảng mà họ ăn là chỉ được một con tôm chứ không phải bình thường. Dạ đó. Anh nghĩ là đây là quầy vốn không? Có lời không? Đúng rồi, nhưng mà số lượng mình ít hết. Ví dụ dạ, nếu mà tính ra là từ anh thôi là phải 40 năm rồi đó. Wow. Dạ. Quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ chạy ra quận 6 để ủng hộ một cô. Trời ngày hôm nay là sáng nhưng mà rất là âm u. Theo như báo đài đưa thì đây là bão Trà My, quý vị khán giả. VN Food Travel xin chào quý vị khán giả. Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì Phú đang đứng ở đây là hẻm 136 Hậu Giang. Coi như hẻm này là lần thứ 2 chúng ta sẽ vào tới đây. Lần đầu thì Phú mình đi vô xong cái hẻm kế bên trái nè, nó sâu hơn. Phú quay những cái món ăn sáng của chị, những cái món ăn sáng người Hoa bán với giá chỉ từ 10.000 thôi. Có cháo trắng, là bún mì xào nè. Thì nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta ăn ở ngoài hẻm một tí, có một cái quán hủ tiếu, một cái quầy hủ tiếu nho nhỏ của dì Hai bán ở đây cũng rất là lâu năm rồi. Mời quý vị khán giả chúng ta qua tìm hiểu cái quầy của dì Hai nha. Đây, giới thiệu với khán giả, đây là dì Hai. Dạ. Dì Hai đang làm tô hủ tiếu cho khách hả dì Hai? Dạ, dì Hai đang nấu cho khách. Dạ, dạ rồi. Bán ở đây bình dân lắm con, 20, 30, nếu một tô thì là 30. Dạ. Khách kêu là cứ tô 30 thập cẩm. Còn như mà ai muốn ăn 20, ăn bao nhiêu được dì Hai cũng bán. Mình bán ở đây nó vô giá vậy đó. Dạ. Giờ tô dì Hai đang làm bao nhiêu? Dạ 30. 30. Dạ, có xương, cật gan hả? Dạ, heo, cật gan, heo gan dạ, với một cục xương bự vậy đó. Dạ, con này 30 ha. Dạ, còn bình thường ai ăn 20 bao nhiêu thì mình bán theo khách bấy nhiêu. Rồi,
À, năm nay dì Hai là được bao nhiêu rồi? Dì Hai 74 rồi con. 74. Nhà dì Hai là ở gần trong đây nhà luôn. À đây đâu đúng rồi, nhà 178/52 ngay trong hẻm này, quẹo vô 2-3 căn. Dạ. Dạ. Trước con có quay đó, cô. Quay đúng rồi, cái cô bán cáo nghỉ ở trong đó. Đó dạ. Cô vô là 2 căn nữa tới nhà dạ, cô. Là cô có coi clip đó không? Có. Đó, có coi clip. Mấy giờ bắt đầu là dì Hai dọn ra đây? 4 giờ dì Hai ra nóng. Nấu ở đây luôn. Nấu tại đây luôn. Là 10 giờ là dì Hai có mặt ở nhà rồi. Chứ không có ngoài 10 giờ. Dạ. 10 giờ là dì Hai ở nhà. Là bán từ 4 giờ sáng đến tầm 10 giờ là về. 4 giờ dì Hai nấu là cỡ khoảng cỡ chừng là gần 6 giờ là 6 giờ có ăn. Giờ là có ăn hết dạ. Rồi. Dạ. Mình chỉ bán buổi sáng thôi. Dạ. Không bán buổi sáng chiều. Sáng ra là dì Hai bắt nồi nước đó, sôi chụp xương giòn. Dạ. Xong rồi mới vớt qua đây hầm. Gái đi chợ thì lấy tôm gà lòng về là làm tại chỗ bán. Chiều tối là trong đây là có sáng người ta có bán đồ ăn nhiều không? Sáng bán một dãy nè dạ. Dạ, chiều thì có con gái nó bán cái xe cá viên ở đây thôi. À dạ. Dạ cá viên với đồ đó. À giờ đây cũng là có đèn được. Có đèn đồ cũng sáng hết đó không? Ngày trai hình như là dì Hai có bán đồ chai nữa đúng có, không? Có ngày trai dì Hai bán đồ chai. Là hủ tiếu chai hay sao dì Hai? Đủ món hết, bánh canh, bánh lọt và giò bún gạo, bún miếng, mì gói. Đó, rồi trên này là đặc biệt của dì Hai là cái hủ tiếu dài sạch. Dạ. Hai bán từ bao nhiêu năm nay là hủ tiếu dài này ở dưới miền Tây là gửi xe lên dì Hai bán chứ không có bán tiếu dài đây. Dạ rồi, dạ. Mình có mấy loại dì Hai? Dạ, mình hết thấy là nếu 8 da là 8-9 loại đó con, trên này 3, đây 3 là 6. Dạ. Đó là gì? Cái này bánh lọt, cái này bánh canh. Dạ, cái này nuôi. Ồ, bánh dạ, lọt, bánh canh. Dạ, rồi mì gói. Bún miếng rồi. Dạ. Rồi có bánh lọt nữa. Dạ có bánh lọt nữa. Mà đặc biệt của dì Hai là ở đây dì Hai bán cái món này chạy nhất là cái hủ tiếu dài xà đét. Hủ tiếu dài xà đét rồi. Dạ. Cái cọng nó bự nha. Dạ, nó bự vậy đó. Ừ. Mấy cái này chỉ là bán một phần chứ cái này sẽ bán hai phần cái hủ tiếu này. Tại vì cái này thì người ta giao tới cho mình. Còn dạ. Cái này thì cứ bán tới đâu mình về nhà lấy ra bán tới đó. Dạ. Là quê mình ở à, quê chồng thì Hai là ở Sa Đéc ở ngay xung quanh là lò hủ tiếu họ làm. Dạ. Mà mỗi lần mà mình hết là mình điểm dưới là nó đem ra xe nó gửi cho mình. Dạ. À, nó gửi ra mấy chục ký là mình lấy về mình bỏ tủ lạnh. Dạ bỏ tủ lạnh thì có mỗi ngày cái mình xách cho một bịch mấy ký mình mà. Dạ. Trong tủ này là có à, gì có gì gì dạ, ha? Cái này là tim, cọc, phèo, gan, đá đầu, đồ lòng. Đâu, dì Hai bóc cho con cái coi. Cái này coi. Là trái tim. Đây là bóc ra ngoài cho con quay. Dạ, đây, cái này là trái tim. Dạ. Dạ. Còn cái này là phèo. Đó là cái món ở đây còn bán nhiều. Rồi gà, đùi gà. Gà là mình chỉ đùi có... Đùi gà như vậy là nó dùng một tô huyết gà heo rồi đó là 40. Dạ. Đó. Còn như ăn cánh thì cũng 30 bình thường và có khi mình thêm miếng gan, miếng phèo vô. Mà cánh đùi là gì Hai là buổi sáng là có mấy cái? Thì một con gà là nó luộc như vậy nhưng mà còn cái phần kia là dì Hai chưa luộc tại vì cái phần đó tới 9 giờ mình mới bưng cho người ta. À. Bán qua một tô buổi sáng rồi dì Hai mới là luộc tiếp để bán bưng. Dạ. Dạ. À, rồi tôm. À, thịt gan, à, gan thịt còn xương giò là ở trong nồi đây. Đây. Bắp giá dạ. Lấy thập cẩm và vớt đồ lên rồi. Chị đây phụ là gì của dì Hai vậy? Gái Út, gái Út. Dạ. Dạ, chiều là em nó bán cá viên chiên đồ. À, dạ. Đây là dì Hai nấu xương. Dạ, đủ thứ đó, xương bán và xương nước ngọt. Dạ, dạ xương xương, giò. Xương đồ. Còn cái đó mình hầm là hầm lấy nước ngọt đó rồi. Dạ. Dạ. Mình bán cũng không rồi. Nhiều con ơi, dạ. Đó, một cục xương, viêm, gan. Con này đầy đủ luôn hả dì? Dạ, hả? Đó là ăn có người không ăn tôm thì ăn lòng, ăn cá thịt. Dạ. Cá viên. Rồi, cá viên luôn ha. Ừ. Đây, để Hai bỏ huyết rồi cho con. Cái này là nhà Hai cũng thắng ở nhà nè. Dạ. Bây giờ đi lấy mỡ, lấy củ hành, tỏi. Có bữa thì thắng vàng ngon, cũng có bữa nó hơi... Tô đó ăn nhiêu gì Hai? Dạ, 30. 30 kêu tô là 30 thật cẩm. Tô đó có thêm cái heo viên hay gì Hai? Cái này nó là cũng chung trong một tô, cái này là heo viên. Heo viên. Dạ, tại sao? Dạ.
chỉ xài heo viên thôi ha. Dạ, heo viên không mà chứ không có xài cá. Có huyết nữa. Có huyết này, miếng gà này, kiếm này. Cho con quay nè. Dạ, xương nãy là múc hết rồi. Đây, không có, đây phải có cái vợt bự, giờ hai miếng múc được cái vợt này nó nhỏ. Đây. Đó, sáng nè. Đó, ô, có khô mực nữa. Có, coi hầm mà làm hết đó. Có khô mực. Trong cái nồi nước súp của nhà hai này nó đầy đủ đồ hết nha. Trong mấy cái mực, cái xương cây kia là cũng nấu rồi là mình bỏ, mình không có xài. Dạ. Dạ. Còn phèo ở trong đó không gì hai? Dạ con. Dạ. Đây, phèo. Tại vì hai nấu có phèo nữa ha. Dạ. Ủa chứ phèo. Trên mắm thì tán giờ cũng có phèo. Nhớ miếng gạo mới thấy đây. Đây. À. Ồ. Rồi nước này là vừa có xương, có khô mực, rồi có gà. Có dì hai đây. Ừ, có khoảng mấy cái phèo à dì hai sáng? Nhiều lắm, mấy. Sáng là dì hai là cái dây như vậy là phải 10 giây, 12 giây. 12 giây. À, à, dì, 12 giây. Dì hai gấp cái phèo lên nè. Dạ đây đó, đó. Này đó. Mà ăn không bao giờ bị đắng, tại dì hai mua bán mấy chục năm nay là người ta biết, ta bỏ phèo ngon. Là người ta lấy, người ta làm giùm mình luôn hả? Không, người ta cũng làm thật như về đó, sáng dì hai là giữa bằng nước sôi với nước muối đó. Nước cho sạch cái ruột ra, làm sạch xong rồi mới chụp qua một cái nồi nước chụp. Chụp sơ qua vài lần á, rồi mới bỏ cái nước đó rồi mới thả vô cái nồi. Bỏ trong cái giá luôn vậy. Này đó, đó, phèo đó. Cứ tô nào thì cũng thập cẩm con người. Như cái nấm vậy đó. Nhà có người đặc biệt đó thì ăn phèo không ăn đủ thứ. Có người là cứ một tô thập cẩm mình bỏ mỗi thứ một chút vô cho. Ủa hai cái tô 20 thì dì hai bán sao? Thì cũng tùy à. Tại vì người ta ăn ít nói thí dụ như dì hai. Có người thì ăn tôm, miếng một con tôm với vài lát thịt với miếng huyết 20. Trời, không, 20 là có tôm đó, có còn thịt nước ta hả? Không ăn tôm thì cũng giò viên, thịt, gan, cật mỗi thứ chút vô. À. Nhưng mà cái chất lượng hủ tiếu bánh canh thôi thì nó vẫn vậy. Dạ. Dạ. Chủ yếu là người ta ăn tô nhỏ là đơn giản, ít đồ ăn lại chút. Dạ, cái này là hộp thịt bằm. Dạ, để bán cho học sinh hay là làm hủ tiếu khô đó mình rửa vô. Dạ, ba cái hũ này là gì? Dạ, cái này nước sốt nè, đó dầu hào, tương ớt. Nấu vô để làm hủ tiếu khô đó, ăn hủ tiếu khô đó. À, cái này là nước mắm nêm vô. Mắm. Dạ, cái này là nước tương để chấm. Dạ, cái này sa tế. À, sao tới cũng ở nhà làm. Đây. Thử cái khô à? À, bút luôn, bút luôn. Đây, kẹo. Cái đó nó hơi kẹo chút đó. Cái nước sốt khô để mình dưới vô hủ tiếu ăn khô đó. Dạ. Cái này ngày làm tô 20 hay gì hả? Dạ, 20 đó con. À, để con coi con 20. À, đấy, sớm giờ nó ăn hết ăn. Trễ một chút là nấu vô ăn bình thường, ai cũng vẫn bán bình thường hết. Dạ, yeah. Nếu mà như giống như mà về hai ăn đó là không thấy cái tô này vậy nè, cật nè, thịt nè, mọi thứ miếng vậy đó, rồi thôi. Dạ, 20 đó không coi như không ăn xương giò, có ăn xương giò thì mình không có bỏ tô. Đây, đó là một tô như vậy. Nhưng mà thường thường là ăn tô nhiều khi tô 30 ngon hơn. Thêm 10.000 nó là xương, có khi gà, dạ đó. Thêm 10.000 là có xương. Là có xương rồi phải hậu đồ thập cẩm. Còn như đơn giản mà họ ăn là chỉ được một con tôm với một con vịt. Dạ đó. Nói vậy là đây là quỳ vốn không? Có lời không? Cũng lời, nhưng mà số lượng mình ít hết. Ví dụ như đám người ta lời 500-700 thì về hai lời khoảng 400. Tranh thủ. Là mình đến đây mình ăn hai cái con 20.000 thì quá. Em mình chị hai làm cho con giờ cái tô mà ví dụ gà, tôm 30. Rồi xương đồ ăn nữa là bao nhiêu vậy? 30 thì giờ hãy chặt cho mỗi thứ đầy đủ thêm mỗi thứ miếng. Còn nếu mà muốn ăn gà ăn nếu mà đùi ăn nếu mà lấy đùi lấy đồ thêm đặc giặt là 40. Rồi làm con tô 40. Đó, con thấy gì? Giờ còn có cái đùi à, quay đùi luôn đi. Không, cái đùi cho là đây gì. À, giờ hai chặt ra vậy đi cho nó vô nó nóng nè. Con như bưng đi khắp tùy theo nha con, nói dù 50. Lại là thấy mấy viên mình thánh, rồi hủ tiếu, rồi đùi, rồi huyết đồ. Dạ, dạ tùy theo khách ăn nhiều ăn ít mình. Hủ tiếu xà đét nha. Dạ. Ủa con gì nó đi luôn rồi không sao. Có lấy mì không con? Dạ thôi. Dạ.
mình lại quên cầm mi. Rồi, bữa ăn to 40 nha quý vị khán giả. Rồi, cho nó đầy đủ chất lượng. Cũng có người ăn xong rồi kêu thêm chán thèo, chán đồ ăn. Dạ. Có khi 10.000, có khi 20. Dạ, ví dụ nó ăn 25, hai gói mì gói, thêm một miếng hủ tiếu dai vô. Chỉ là muốn ăn no, à, sức thanh niên là muốn ăn no, vậy là mình cũng nấu quán vậy. Dạ. Tô kia chắc cũng vậy. Dạ, để xe đó luôn đó anh hai. Chắc tô này cũng vậy luôn ha. À, một tô trước thôi. À, một tô trước thôi. Rồi, một tô trước thôi. Rồi, một tô trước thôi. Dạ, hai kiếm mấy cái xương là nó nhỏ nhỏ, nó dễ ăn. Dạ. Dạ. Là coi như là trước giờ là dì hai bán ở đây là bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu mà tính ra là từ anh thôi là phải 40 năm rồi đó. Wow. Dạ. 40 năm một vị trí này luôn á. Không, vị trí này nay cũng có 30 mấy năm chứ. Bán ngay đầu hẻm nó chỗ 136 đó. Dạ. Đó là nó thập cẩm mỗi thứ một chút. Sớm quá, mới chán sớm. Dạ anh. Cháu này thấy mà. Dạ. Dạ. Đó, giờ hai tối tiền nha. Có gì tôi mở không? Dạ, đây, tép mở đây. Đấy. Ông, dạ, ủ tiếng gà của anh hai luôn. Con này đủ quá nha. Rồi, đó, đầy đủ y huyết này nha, chưa có huyết này nha. Dạ. Đó, chưa có tôm cho con á. Ủa? Chưa. Bỏ rồi mà. Chưa. Đúng rồi. Rồi, tối nay giờ là đúng là nhiêu? Dạ, cả con 40 á. 40 ha. Ý, hồi nãy nói con đùi nè, xương nè, tôm thêm nè. Thêm phần tôm nữa là 50. Dạ. Rồi, hai con tôm là 50 thêm, ha. Tôm với viên là 50, tại vì thường thường là đó. Còn cái đó đùi gà với bò rô lòng đó là 40. Dạ, 50 đúng không? Dạ. Vậy mà bớt một viên với bớt con tôm là 40 đúng không vậy hai? Dạ, trả dạ, đúng rồi, trả lại viên với tôm thêm. Dạ rồi, Gia Phú xin mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô hủ tiếu của dì hai. À, hủ tiếu sa đéc, hủ tiếu phèo. Rồi, sáng giờ hơi khô miệng rồi, làm một muỗng nước lèo. Gần nào mà đi đâu không kêu mày. Đậm. Cái hậu nước á, quý vị nó ngọt, hương vị của phèo, thịt nè, gà nè. Đó. Một chút xíu mỡ màng của cái tấp mỡ cho em đây. Ăn nó thêm béo béo. Một cái tô nước lèo rất là đậm đà hương vị. Đây, ở đây là Phú có hai cái chén. Một cái chén á, là nước tương phay sa tế thôi. À, một cái chén là Phú lấy cái sốt mà để dì hai trộn khô á. À, mình cũng có thể mình chấm luôn vậy. Mình nếm nè. À, nó cũng là gần như là nó cũng giống nước tương thôi, nhưng mà nó có thêm một cái vị ngọt nữa. À, cái sốt là nó thơm cái mùi dầu hào. À, lấy cái này chấm chắc ngon á. Dạ, yeah, tô này nhiều á. Sáng nay ăn vậy là no tới 1 giờ trưa á. Sợi hủ tiếu này cộng này nó to quá.
Nó cộng nó dày. Dài. Dài dài. À, rửa cái sốt khô lên. Ăn được hai món. Để ăn khô mà. Sốt khô gì hai con ăn ok không có gì vậy. Này, tô của Phú ăn là 50 nha quý vị khán giả. Hai viên. Mịn. Có vị. Cảm giác cái viên heavy cũng khá là nạt. Cái sa tế của dì hai lần. Nó cay. Cay thơm. Còn hủ tiếu chất lượng. À, nói chung là dì hai cái tủ dì hai cũng nhỏ thôi quý vị khán giả, mà mình coi như là dì hai bán từ 20 ngàn, là quý vị khán giả ăn cái nào thì nói dì hai lấy rồi tính theo cái giá tiền mà mình muốn ăn vậy ha. Ăn tay gan. Gan mình đỡ lấy cực đi để hết đỡ không? Ăn gan ngán quá, thường ăn hủ tiếu cũng không bao giờ Phú ăn gan, nó ngậy á. Có ai gu giống Phú hay không? Đây tôm gì hai bán thì ở đây rồi, bình dân mà sai tôm cỡ vậy thôi nha. Anh ngồi bên đây đi. Trời mưa đấy, hai chú nó qua đây ngồi. Hai chú qua đây ngồi tại trời mưa đó. Dạ. Lấy đây, lấy bình thường. Lấy dài á. Đây, bèo. Béo rồi. Béo mà nó còn giòn. Nhai cũng giống như thịt vậy quý vị ạ. Chứ nó không có bị dê dai. Thấy ngậy luôn. Thèm ngon ghê. Đây, gà. Không ngon. Số lượng có hạn nha. Con để đi, cô chọn cái tô nha, cho xong dễ ngồi ăn. Chàng nó sốt luôn. Lẹ lẹ nè, em Trà My tới kiếm rồi đó. Em Trà My là Bảo Trà My đúng không? Sao năm nay thì cũng có tên, thêm tên Việt nữa ta. Ủa, chưa đi nữa hả? Gà ăn đỏ á. Ồ, quá trời thịt luôn. Đó cục sườn nữa nè. Ok luôn. Tô 50 nãy giờ ăn. Thịt mềm mà còn cái độ lăn hồi thịt ok. Xin phép quý vị khán giả nha. Bao rồi. Cái Duyết đi. Rồi đó, nhà máy cháy rồi.
Dạo này thời tiết cứ mưa hoài quý vị khán giả. Mưa giờ ngọ có lúc thì 2-3 giờ mưa, lúc thì 3-4 giờ mưa, mưa làm lớn lớn đến 6-7 giờ là hết. Mà mưa vậy là rất là khó chịu, nhiều khi nằm những cái khung giờ muốn đi quay mà qua đi cái cự đó rồi thì khi tới quán, những quán quay ấy, nó sẽ sản sinh ra những cái khó khăn riêng nữa. Giờ cứ hỡi mưa là phải núp nữa quý vị khán giả, tại máy mới mua nên sợ phải bảo vệ máy hơi kỹ. Dạ rồi, buổi sáng thì quý vị khán giả nào mình có tiện đường mình chạy, mình đang kiếm mà hủ tiếu, một cái tô hủ tiếu mà có phèo như dì Hai bán, thì hãy ghé tấp vô cái hẻm 136 này để thưởng thức thử một cái tô hủ tiếu của dì Hai nha. Có cái sợi hủ tiếu xà đét cộng lớn dài. Không gian thì khoảng chừng 6-7 bàn thôi quý vị khán giả. Hẻm yên bình. Rồi, đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.